500 anh em tham gia cuộc thi bắt thằng lằn. Chào mọi người nha. Hello mọi người, lại là mình Vũ Vĩ Kính nè. Hôm nay thì mình đã tập trung mọi người lại. Nếu như bạn nào có trong nhóm á, thì mình đã kêu mọi người đó vô trong đây để tham gia rồi. Còn nếu như bạn nào chưa trong nhóm của anh mà muốn tham gia đồng hạng đồ á, thì nhớ khung giờ là 11 giờ rưỡi trưa nha và 6 giờ rưỡi tối nha mọi người. Thì anh sẽ livestream trên TikTok nha để mọi người tham gia cùng đồng hạng. Rồi, hiện tại thì để mà tham gia vô cuộc thi này á thì các bạn sẽ tốn 10 kim cương nha. Và các bạn sẽ bắt hết tất cả loại thằn lằn luôn, và tùy theo độ hiếm của nó. Đầu tiên là thường nè, có thằn lằn báo đốm nè, rồi Chandy nè, rồi Luxury và những con hiếm này ha. Hiếm nhất là 150 điểm luôn. Wow. Nha mọi người ơi, các bạn sẽ được 150 điểm luôn nha. Mà để bắt được tất cả hoa hoặc là con tattoo thì hơi bị hiếm luôn. Và đây là mẹo để cho các bạn trúng mẹ nha, là các bạn vô trong trường học đợi trời sáng hoặc là đợi trời tối nha mọi người ơi. Thì khi mà các bạn có đủ bạn bè nhiều quá thì các bạn đủ vô trong trường học để tham gia cùng lúc nha, thì các bạn sẽ được chung bảng. Còn ở đây thì mình có bạn bè của mình nè, FPV nè, chung nhóm rồi các kiểu nè, những bạn xem của mình ha. Rồi bây giờ thì mình đang làm ban đêm trong trường học và mình sẽ đợi khi nào trời sáng nha, thì mình sẽ kêu mọi người thắp vô cái 10 kim cương. Thì mọi người sẽ để cái màn hình 10 kim cương sẵn nha, khi nào mà trời sáng thì thắp vô thôi. Rồi trời cũng chuẩn bị sáng rồi các bạn ơi, thì mình sẽ để cái màn hình 10 kim cương trước nha. Rồi, nhắn vô tôi muốn tham gia nè. Và để cái màn hình này luôn nha mọi người. Khi nào mà cái trường học nó sáng lên một cái là mọi người nhắn liền nha. Úi rồi, trường học sáng ra là mọi người nhắn lẹ. Rồi, không biết là có ai chung bạn với mình không? Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn chung bạn mình. FBB Hoài An nè, Thọ nè, May nè, úi nhiều nha. Hồng Y nè, Mochi nè, Bé Cuốn nè, Vinh nè, quá trời luôn nha mọi người ơi, quá trời luôn. Nói chung là rất là nhiều bạn chung bà hãng mình, Hồng nè, ở Haki Vlog nè, nói chung là nhiều nha mọi người. Nhiều ép muối nè, tăng được các kiểu quá trời luôn nha. Rồi, Zero gì đó đó, rồi quá trời luôn. Một mớ luôn mọi người ơi, một mớ luôn à. Nói chung là mọi người tham gia cùng một lúc á, nhắn vô cùng một lúc thì sẽ cùng bảng nha mọi người. Rồi bây giờ chỉ việc đi bắt thằng làm thôi. Và hẹn mọi người chung điểm ở bảng điểm bao nhiêu đó, 100 điểm, 200 điểm hay là bao nhiêu đó, thì nói chung là cũng dễ thôi các bạn. Và sự kiện này sẽ kết thúc vào 7 giờ ngày mai nha các bạn ơi, 7 giờ Chủ nhật. Ôi, quá trời là bạn chung điểm luôn rồi. Và ban ngày các bạn ơi, mình sẽ chạy qua bên khu cắm trại nha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là chạy qua bên trung tâm. Bên trung tâm có nhiều mấy con báo đốm, mấy con Chandy, mấy con tắc kè màu, lại là thằng lằn cá sấu rồi đó các bạn. Mấy con đó rất là nhiều bên trung tâm luôn nha. Còn mình thì mình vô bên khu cắm trại trước, mình đi kiếm tắc kè hoa, coi thấy không? Tắc kè hoa thì nay xuất hiện ngay mấy cái cọng này nha, với lại là bên cái hàng cây xanh đây nè. Ok, thì mình sẽ chạy lên trên đây. Trên này cũng dễ thấy thằng lằn cổ diềm nè. Ôi, hiện tại là không thấy nha, không thấy nha. Nếu mà các bạn bắt được con thằng lằn cổ diềm hình như là cả 50 điểm hay là cả trăm. À đây đây, mình thấy được một con thằng lằn rồng râu các bạn ơi. Rồng râu này thì hình như là Chandy. Chandy thì các bạn có tầm 30 điểm nha. Con Chandy rồng râu là 30 điểm thì phải. Để mình bắt thử coi. Rồi, lên top máy này, lên top 2 luôn mọi người. Vậy là con này bao nhiêu đây? Con này 30 điểm nha các bạn. Nếu mà bắt được con này hình như là, nếu mà vương miệng hình như là 50 điểm thì phải. Ok, mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Chỗ này có hơn một con đó các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy hai con rồng râu cùng một map á nha. Bình thường mình thấy chỉ có một con thôi. Hy vọng là mình sẽ bắt được con này. Wow, vương miệng luôn các bạn. Top 1 luôn rồi, hình như vương miệng là 50 điểm. Để mình xem, đúng rồi 50 điểm các bạn. Hồi nãy mình 30 điểm. Và là con vương miệng Chandy các bạn sẽ được 50 điểm nha. Và các bạn nhớ lưu cái bảng điểm lại nha. Để mà khi nào mà các bạn muốn đồng hạng thì các bạn nhớ cái điểm đó để mà đi bắt nha. Ui xịn nha mọi người ơi. Và mình nghe nói ở khu vực Blaza là hôm nay là có sự kiện mới nha, ngày 7 tháng 10 nè. Để mình chạy tới mình xem thử. Đây đây đây, sự kiện mới đây các bạn ơi, có ông vua ông ngồi đây nè. Ơi mình vẫn 80 điểm nha, để xíu để mình đi bắt sau. Đấy có ông vua đây nè, sao nhắn vô không có nhiệm vụ rồi ta. Ông vua vua gì, vua Sejon với lại là ông nô tỳ ông gì đây, ông Maru nè. Đâu có nhiệm vụ đâu mọi người, vậy không có nhiệm vụ. À, có chỗ để bán đồ nè, nhắn vô xem. Ui có 4-5 loại mũ, 4-5 loại áo luôn các bạn ơi. Bạn nào thích những phong cách áo thun hoặc là mũ như thế này có thể mua ha. Nếu như các bạn thích làm một chung một nhóm để quay TikTok hay gì đó
thì các bạn có thể là mua đồng phục nha mọi người, kiểu như đồng phục giống nhau hết á, giống như tổ chức áo xanh, tổ chức áo hồng đồ các kiểu đó mọi người. Cũng thú vị, nhưng mà không có gì mới à, không có nhiệm vụ, không có cho tụi mình cái gì hết à, ảo gì á, phải cho tụi mình cái gì chứ. Và các bạn muốn xem lại cái những cái con thằng lằn bao nhiêu điểm á thì các bạn nhắn vô chấm than chỗ thông tin xếp hạng nè, nó có một cái dấu chấm than nè mọi người thấy không, thì các bạn sẽ nhắn vô đây ha, và các bạn sẽ thấy được là điểm của những con thằng lằn. Ban đêm á đi bắt á thì các bạn chạy qua bên khu trung tâm nha các bạn ơi, hoặc là qua bên khu nghỉ dưỡng, đó là hai khu vực mà các bạn có thể là bắt ban đêm ha. Còn ban ngày thì các bạn có thể là chạy qua bên cắm trại nè, rồi các bạn có thể là bắt được rồng nâu nè, của diềm nè, lưới xanh thì bên khu cắm trại nha các bạn. Và ban ngày thì khu cắm trại mới là nhiều nhất, với lại nếu mà các bạn muốn bắt tattoo thì chạy qua bên thị trấn nha vào ban ngày, còn lại ban đêm thì chắc có hai khu vực thôi, đó là khu vực này thì các bạn sẽ bắt được là con tắc kè màu nè, với lại là con thằng lằn báo nha mọi người, hai con. Còn nếu mà các bạn bắt hết rồi thì các bạn muốn di chuyển qua khu vực khác thì các bạn có thể là di chuyển qua thị trấn khác ha, hoặc là qua bên khu nghỉ dưỡng nha các bạn. Khu nghỉ dưỡng thì ban đêm thì nó cũng có cho mọi người là con tắc kè báo đớm á, tắc kè hoa nữa, mấy con đó mình cũng thấy. Hoặc là các bạn ra Plaza nha, Plaza ban đêm cái chỗ mà trước trường học á thì cũng sẽ xuất hiện những con đấy nữa, để mình chạy tới xem. À đây 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 các bạn ơi, ở đây có một con tắc kè màu nè, đấy được. Và mình bắt được con này thì như được 30 điểm. Nếu mà là vương miện sẽ được 50 điểm nha. Nó cũng chưa giống với con rồng râu với mọi người, con này trendy. Và mình đã bắt được rồi nè. Trời đất ơi mấy bạn kia lên nhanh thế nhờ, nãy giờ mình bận lấy video cho nên là vừa chưa xong luôn. Hoặc là các bạn ôi hôm nay có ủa hồi nãy mình có coi rồi mà chưa thấy những NPC này. Thì bây giờ mình thấy những NPC này rồi nè mọi người. À có hai NPC đi vòng trước khu vực này nè ha. Đồ mới nè. Ủa các bạn NPC đứng sau cầm cái đùi gà rồi mang cái ba lô đùi gà đó mọi người. Dễ thương nhờ. Dễ thương có đùi gà, ba lô đùi gà cái ủa có khi nằm không? Ủa hồi nãy mình xem đâu có bán ba lô đùi gà đâu ta. Dễ thương nha mọi người ơi, để mình xem thử coi có bán ba lô đùi gà không. Mình sẽ mua một bộ đồ luôn nha, mình sẽ mua một bộ đồ ủng hộ NPC mới đây luôn. Mình sẽ mua cái áo màu trắng đi, không có bán ba lô đùi gà hết trơn. Rồi tiếp theo mình sẽ mua cái mẫu màu đen. Ok, trắng đen. Hai màu mình thích nhất nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mặc vô nè. Đấy đồ này đơn giản nha mọi người ơi, rẻ mà, đồ này rẻ có mấy ngàn thì sao à. Rồi bạn nào muốn mua đồ mới thì có thể là tới đây mua nha. Rồi hai NPC mới rất là dễ thương luôn á. Và các bạn đừng quên kết xuống giúp mình một like và đăng ký kênh. Bye bye. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Boop 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 bo